Ok. Nào các em ơi, xong rồi chúng ta cùng sẽ check nha. Đây là câu chuyện này là câu chuyện giống như Trạng Quỳnh. Giống như Trạng Quỳnh của Việt Nam mình nhé các em. Đúng không? Bạn một bạn dịch cho cô cái bài này, bạn bạn là Thu Thủy nè. Thanh Thủy chứ. Thanh Thủy có đấy chưa em? Đâu nhỉ? Cô đang hỏi bạn Thanh Thủy có đấy chưa? Bạn Quỳnh Trang có đấy chưa em ơi? Ôi thì các bạn có nghe tiếng cô hỏi không nhỉ? Có cô ạ. Có cô ạ. À. Những bạn đấy là có chưa có mặt à? Ờ, em thấy có bạn ở đây đây ạ. Chắc là sáng nay bị hỏng mic đấy cô ạ. Có bạn bị hỏng mic cô ạ. Ok, thêm một bạn khác đi. Nào bạn Thu Phương đâu? Không thấy đâu luôn. Bạn Thanh Tâm đâu? Thanh Tâm dịch cho cô bài này đi Thanh Tâm. Đâu rồi, Tâm vào đấy chưa em ơi? Tâm vào Zoom chưa? Rồi bạn Hoài Phương nào, Hoài Phương dịch đi em ơi. Gọi được các bạn không được ai cả. Ừ. Đây là câu chuyện nói về Nadis Din, một nhà giáo và nhà thuyết học từ thập niên 1200. Khá là nổi tiếng, khá là phổ biến ở nhiều quốc gia. Đây là những câu chuyện về có thể làm cho chúng ta cười và cũng dạy cho chúng ta rất nhiều bài học về con người. Một ngày thì Nadis Din muốn đưa cậu con trai nhỏ tuổi của mình xuống thành thị trấn. Ông ta nói với cả cậu con trai rằng con có thể cưỡi con trên lưng con lừa và bố sẽ đi ngay cạnh con. Vì thế thì con trai của Nadis Din đã ngồi trên con lừa và họ bắt đầu xuống đường để đi vào thị trấn. Chỉ một lúc sau đó thì Nadis Din và cậu con trai đã gặp một vài người trên đường. Họ nhìn vào đứa trẻ và ngồi trên lưng con lừa và tỏ ý không tán thành. Một trong số họ thì đã nói rằng là hãy nhìn cậu bé trẻ tuổi khỏe mạnh kia, không thể tin được rằng là có thể tin được không như ngày nay. Cô mẹ em dịch không thoát ý lắm ạ. Bạn có thể tin được rằng là ngày nay lại có những người trẻ tuổi, những người lại không có sự tôn trọng đối với lại cha mẹ mình, cha mẹ của họ. Ngồi trên lừa để bố đi bộ ấy. Cậu bé đó thì cưỡi lên trên lưng con lừa và người bố, cha như cha thì thật là tội nghiệp khi mà đi bộ dưới cái. Sau đấy thì khi đó thì cậu bé đã nghe thấy những lời đó và tỏ vẻ không vui lòng. Không vui. Cậu ta đề nghị bố thì cưỡi trên lưng lừa thay cho cậu ấy. Và vì thế thì Nadis Din đã cưỡi lưng đi bằng lừa và cậu con trai thì đi bộ cạnh ông ta.
Ngay sau đấy thì họ lại gặp những một nhóm người khác ở trên đường, và một trong số họ thì lại nói là: ồ nhìn kìa, cậu bé thật tội nghiệp khi đi bên cạnh khi đi bộ, trong khi người bố thì lại được cưỡi lên trên lưng ngựa. Ngay sau đó thì ngay sau khi những người này đi qua thì Narisdin đã nói với cả cậu con trai là hãy lên lưng lừa cùng với cả ông ta, và như thế thì sẽ không có ai có thể phàn nàn chúng ta nữa. Ông ta nói thế. Nhưng ngay sau đấy thì họ lại gặp hai người đàn ông già đi trên đường, và người đàn ông thì nhìn thẳng vào Narisdin và con trai của ông với một ánh mắt không đồng tình. Và thật là con lừa thật trông tội nghiệp, trông rất là mệt. Một trong số họ đã nói thế. Narisdin đã dừng con lừa và rời khỏi lưng nó. Sau đó thì ông ta đã nói với cả cậu con trai rằng điều tốt nhất là không ai trong chúng ta, cả hai chúng ta thì sẽ đi bộ, và không ai có thể lại phàn nàn chúng ta nữa. Vì thế thì Narisdin và cậu con trai đã bước xuống đường, và con lừa thì đi đằng sau họ. Ngay sau đó thì họ lại gặp những con người khác trên đường, và một trong số họ lại nói: hãy nhìn những kẻ ngu ngốc kia, họ đều đi bộ ở trong một cái thời tiết rất là nóng, và không ai thì chịu cưỡi con lừa, họ thật là ngu ngốc. Narisdin nhìn cậu con trai và nói: bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Có nghĩa là thế nào cũng nói được, đúng không? Đấy, thì qua cái câu chuyện này chúng ta cũng hiểu được rằng là không biết đâu mà làm vừa lòng được cả thiên hạ, đúng không? Chúng ta tùy thôi, tùy từng hoàn cảnh, tùy từng mỗi cái điều kiện, tùy từng hoàn cảnh để chúng ta hành xử thế nào cho đúng thôi. Đấy là cái câu chuyện các bạn đọc thì thấy giống như là nhân vật Trạng Quỳnh của Việt Nam mình ấy. Cái câu chuyện này cũng như thế đấy các bạn ạ. Ông này là một người Thổ Nhĩ Kỳ đi cưỡi con lừa đi khắp thế giới. Tôi có rất nhiều các cái mổ chuyện ngắn, các bạn có thể lên Google tìm và đào về cho trẻ con nó đọc hay. Luyện đọc tiếng Anh. Ok, xong rồi các bạn chuyển sang cái phần bên trang cho cô. Trong cái bài này không có cụm từ gì đặc biệt cả, nó chỉ là câu chuyện dễ hiểu, không có gì khó đâu. Các bạn nhìn cho tôi cái phần understanding the text, understanding now order the, các bạn sắp xếp từ 1 đến 8 theo cái sự kiện xuất hiện trong cái bài đọc.
Đúng rồi đấy các bạn. Chúng ta làm đúng rồi đấy. Cô tắt chia sẻ màn hình rồi ạ? À, xong rồi đấy. Cái bài đọc nó là đến đấy là hết rồi đấy. Cô đang định chuyển sang phần khác mà. Sao bạn chưa, bạn chưa sửa xong à? Đây, bạn nào chưa sửa xong thì sửa tôi nốt đi em. Cái phần đấy các bạn sửa xong chưa? Thế nó còn một cái phần nữa ở cái phần cuối là cái phần writing như này. Chúng ta hãy chúng ta đọc cái câu chuyện ở dưới là My parents taught me not to steal. When I was very young, I took some cars from a friend's house. I didn't understand that was stealing. I just like the cars. My parents made me take the... Tức là chúng ta hãy viết về một cái kỷ niệm mà chúng ta mắc lỗi. Ok. Chúng ta mắc một cái lỗi mà mình không chú ý. Do vô tình thôi. Do mình không nghĩ rằng nó là lỗi. Thì các bạn viết cho tôi một cái kể lại giống như thế này xem nào. Mà mình đã từng gặp chắc là rất nhiều rồi. Các bạn thử viết xem nào. Viết xong cái phần này chúng ta chuyển sang phần khác được. Hãy
Bà Phương check Zalo, cô vừa gửi cái file này vào Zalo của em đấy. Bà Phương ạ, dạ, em chuyển cho các bạn. Yeah, thank you. Yeah, okay, now, but now then. Nguyễn Thùy Linh, when I was a child, I didn't really like the extra class in the evening. So one day in grade 6, I had told my mom that my teacher gave us a day off before our midterm exam. Then I hung out with my friends and did not do the homework that I was given. Okay. Okay. Finally, I realized the meaning of this. À, bạn Linh ơi. Dạ. Cô bảo này. Dạ vâng ạ. Cái câu cuối này em sử dụng cái từ là I realize the meaning this, đúng không? Em thiếu chữ ở vậy ạ. The meaning of this ấy. Nghĩa là lúc đánh máy thiếu mất từ. Thì thêm vào này. Hoặc là em có thể sửa là I realize my phone. Tôi nhận ra cái lỗi của tôi. Dạ vâng. Hoặc là I realize the meaning of this action. Hoặc that action vì em kể lại mà. Dạ vâng. Nha. Dạ vâng ạ. Ok. Đó, còn những ai chưa biết thì chúng ta viết. Trên màn hình của chúng ta chính là cái phần đầu tiên tôi gửi cho các bạn cái phần câu trực tiếp và gián tiếp. Hôm qua là câu bị động thì hôm nay sẽ là câu trực tiếp gián tiếp. Câu bị động thì xác định tân ngữ. Thế còn sang câu trực tiếp và gián tiếp thì các bạn sẽ phải xác định thì thời và tiến hành lùi thời. Thế bây giờ cái phần lý thuyết đấy tôi gửi để các bạn đọc đi. Chúng ta đọc qua một lượt rồi tôi sẽ giảng. Nhé. Các bạn đào về máy tính đọc cho đỡ mỏi mắt.